Trước mặt chúng ta là Thu Đông, người mẹ chỉ cao có 1 mét thôi. Thu Đông đang ẵm đứa con mình đi gửi. Sau đó Thu Đông sẽ chạy chiếc xe máy này và giao hàng cho khách. Nhìn rất là tội các bạn. Trời ơi. Đây này, đây này Đông. Hân hoan chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến gặp một shipper, một người bán hàng, vận chuyển hàng độc lạ nhất. Thu Đông là vội vàng đi ra lấy hàng để mang về phòng trọ, rồi sau đó là giao lại cho ai mà đặt hàng cho Thu Đông qua online. Khi mà con Thu Đông ngủ thì phải bật nhạc ha, bật nhạc thì cháu mới ngủ được. Đi từ từ thôi nha người đẹp. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là phải ở nhà trông con giùm cho Thu Đông. Trời ơi. Đây là gói hàng mà Thu Đông vừa nhận về. Bây giờ Thu Đông sẽ là cắt ra rồi phân ra làm nhiều gói nhỏ để là bán cho cho những người mua. Những người nào mà muốn mua hàng của Thu Đông thì có thể liên hệ với Thu Đông qua số điện thoại và Thu Đông sẽ ship đến tận nơi luôn. Tất cả những bạn nào muốn mua mặt hàng này ở trong thành phố thì cứ gọi cho Thu Đông nha. Cái đây là hàng gì vậy em giới thiệu con? Khô gà lá chanh. Khô gà lá chanh này là món nhậu để lại đấy luôn á. Món nhậu của cái ông chồng đó. Nhưng mà em tự em đi giao hàng luôn hả? Nếu mà gần thì em đi. Nếu mà xa thì em ship. Ví dụ ở khu vực nào thì có thể là trực tiếp em giao. Bởi vì anh nghĩ là khi mà quay video lên thì rất là nhiều người là rất là có cảm tình với em và muốn gặp trực tiếp em á, thì thờ người ta lấy cái cớ là mua hàng thì ở chỗ nào là em có thể giao? Nếu như mà trong Củ Chi thì em giao, nếu như mà ở khu vực ngoài Củ Chi á thì có thể em ship. Nếu mà ai muốn gặp em là mua, nhưng mà phải mua trên 3 kg em mới giao tận, em tự em đi giao, còn không là em phải ship đó. Nếu mà muốn gặp em thì phải mua trên 3 kg. Muốn gặp được diễn viên điện ảnh Thu Đông thì mua trên 3 kg nha các bạn. 1 kg bao nhiêu Đông? Dạ 1 kg 280. Cái này là nhà làm, chị em làm. Chị của Thu Đông làm. Là đây là mình ship từ, mình đưa từ ngoài Bắc vào hả? Cái này là từ Đồng Nai. Từ em ở Đồng Nai mà. Chị hai của em là ở Đồng Nai à? Dạ. Cái này là trực tiếp tay của chị hai em làm luôn hả? Làm ít à, ai đặt cái này. Như vậy thì chất lượng chắc là rất là ngon và đảm bảo vệ sinh đúng không? Dạ. Vậy nha các bạn, nếu mà các bạn đang sống ở Củ Chi và thương yêu cô Thu Đông này thì có thể gọi điện thoại cho cô Thu Đông và cô sẽ trực tiếp giao hàng tới tận nơi luôn. Số điện thoại của em là số gì vậy Đông? 0344 503 406. Rồi. Thu Đông là quê gốc là ở Quảng Trị đúng không ạ? Dạ, Quảng Bình. Sau đó là anh chị em theo bố mẹ đi làm kinh tế mới, di chuyển lên Lâm Đồng. Và sau thời gian sinh sống ở Lâm Đồng thì Thu Đông xuống Bình Dương làm công nhân, rồi đi hát rong thì tình cờ gặp anh chàng đẹp trai Thu Đông phải lòng và cuối cùng là đi về Củ Chi sống, sinh ra mấy nhóc đây, 2 nhóc. Ủa Đông, em đi mua quần áo thì đi mua có khó khăn không? Đâu có mấy bộ đồ em đặc biệt mua, này. Em mua quần áo hả? Ừ. Cũng dễ lắm, hồi xưa thì khó đi rồi dễ. Dạ. Em mua cũng không phải đồ em bé mà mua của người lớn, nhưng mà áo thì em cắt lên. Còn quần thì cái size của mình cũng giống như người ta, ví dụ như mình mập thì size em 9, còn mập size em 7, còn ngắn cắt lên thôi chứ không có sửa gì. Áo thì nó có sẵn rồi luôn. Áo đâu mà ai mà áo kích cái cỡ làm. Cái áo này là áo vừa hở rốn của người ta chứ. Giờ em mặc thì đâu hở rốn. Còn quần thì sao? Quần này cũng có sẵn, mấy cái quần đùi là em mặc được hết. Còn quần jean mà quần dài thì em phải cắt ngắn.
còn dài lên cắt ngắn. Còn giày dép thì sao em? Giày dép thì mua dép của em bé nhưng mà kiểu người lớn chịu, đừng có trẻ con không có. Những cái áo dép màu đen của em thì nó cũng người lớn mà. Đờ, ví dụ như mình mua dép em bé nhưng mà mình mua dép đây hả? Dưới cùng là dưới cùng. Dép này là của em hay của con em? Của con này. Còn à? Của con này chưa em đeo. Là gì? Dép của em đó hả? Đó là dép em đó. Cái gì sao to vậy? Đâu vừa mà. Vừa hả? Của ba ba. Cái này của em luôn hả? Đây là thì em với con em dùng chung với nhau cỡ đúng không? Dùng chung nhưng mà kiểu khác em. Nè các bạn, đây là dép là của mẹ nè, đây dép của con nè, hai không có sự khác biệt gì hết. Giới thiệu các bạn lần nữa, đây là gà lá chanh, khô lá chanh. Rất là ngon nha các bạn. Chị nhớ em không? Dậy coi, dậy em kìa. Như vậy không có sao đâu. Này mẹ con biết, mẹ con biết. Cô lại lên trên mẹ Đào nha. Mẹ đi giao khôi gà cho cô Đào nha. Rồi mẹ đi đón chị Hai đi. Đi giao đâu sao không em? Hôm nay giao khô gà cho con bé hàng xóm gần đây nè anh. À dạ. Dạ nó đặt, nó lấy ký. Các bạn có thể thấy là thể hình của Thu Đông quá là bé nhỏ, ngồi trên chiếc xe Vision giống như là mình không biết là giống như vậy là gì nữa, không biết miêu tả như thế nào luôn. Em chạy xe máy hồi xưa giờ mà em chạy xa nhất cái đoạn đường là bao nhiêu cây? Về quê được mà. Về quê là ở đâu? 180 cây về Đồng Nai luôn. Trời ơi, chạy xe máy là 180 cây các bạn. Trời ơi, đây nè, đây nè Đông. Thấy mà, như là thấy mà cửa đây nè. Đó nhận hàng. Rồi ok ok. Cái này nhiêu chị? Cái đó là ký 28 luôn. Gà nhà chị làm luôn hả? Ừ, ngon không? Ừ, ngon, thử đi. Con cũng khổ nha. Con thử ủng hộ nha. Chạy thế này gặp cảnh sát giao thông người ta có phạt không vậy Đông?
Thu Đông nói là gặp cảnh sát giao thông thì cảnh sát giao thông cũng cho qua thôi, không có phạt, bởi vì biết Thu Đông là trường hợp đặc biệt. Trường Xu gần đây không đông? Là trường của Xu, tức là con gái đầu của Thu Đông, thì nằm cách phòng trọ của Thu Đông khoảng 3 cây số. Thu Đông đang trên đường di chuyển đến trường học của bé Xu, là con gái đầu của Thu Đông. Các bạn có thể thấy là dù thể hình bé nhỏ nhưng mà Thu Đông di chuyển xe máy với vận tốc là khá nhanh. Mới đầu lúc mà bé học mẫu giáo thì bé hay mắc cỡ, mỗi lần em đi đón là bé cứ nhìn xung quanh các bạn coi các bạn có phản ứng gì không. Thì hồi đó bé hơi mắc cỡ, xong sau này thì em thấy cái thái độ của bé, bé nói là mẹ rước con, mẹ đứng ở ngoài, mẹ đừng có vô. Thì lúc đó thì em hiểu, em với ba nó với lại em thì về nói với nó, nói với con là đừng có cái suy nghĩ là người ta cười mẹ. Con lúc nào cũng nói với các bạn là mẹ mình giỏi, nuôi mình như là giỏi chứ đừng cười. Rồi từ cái lúc đó tới giờ thì bé cũng có thay đổi. Mỗi lần em tới đón thì mừng chứ không phải như hồi xưa mà nhìn xung quanh các bạn nữa. Hồi xưa là nó mắc cỡ, tại bạn cười nhiều với lại cứ hỏi mà bạn cứ hỏi là sao mẹ bạn lùn vậy đó. Thành ra là nó mắc cỡ. Nhưng mà giờ thì bé không có suy nghĩ đó được rồi. Bữa nay em đón thì bé vui mừng lắm chứ không phải như hồi xưa. Bé hiện nay là chiều cao của bé là hơn em chứ? Dạ hơn em, chắc bé cũng gần 1m2 rồi đó. Em đứng tắt tới vai mà bé 1m2, em cứ gần 1m1 mà bé cũng 1m2. Như vậy là chắc là bé phát triển bình thường ha? Dạ, bé bình thường. Thưa các bạn, trước mặt các bạn là bé Su, con gái của Thu Đông. Su năm nay học lớp 1. Su ơi, hello, nhớ chú không?